Sáng 15 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó bệnh nhân 91, viên phi công người Anh là bệnh nhân nặng nhất đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng không sốt, mạch và huyết áp ổn định. Bệnh nhân này vẫn tiếp tục được thở máy và tiên lượng còn nặng, tuy nhiên đã được rút ống dẫn lưu màng phổi. Trước đó, trong quá trình điều trị, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải đặt ống dẫn lưu và bơm rửa màng phổi. Do tình hình bệnh chuyển biến xấu, phổi bệnh nhân 91 bị sơ hóa, đông đặc, khả năng phục hồi kém, nên tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 đã họp và lên phương án cuối cùng là ghép phổi cho bệnh nhân. Dự kiến khi bệnh nhân không còn nhiễm virus sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để chuẩn bị cho việc ghép phổi. Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều trị cho bệnh nhân 278. Hiện bệnh nhân đã tạm ổn, tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống được, còn ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, tiếp tục được theo dõi, điều trị. Bệnh nhân 271 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện thành phố đang thực hiện cách ly tập trung 84 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 42 trường hợp. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.